Thưa quý vị, thời tiết tại miền Bắc đã bắt đầu giảm thêm. Mưa nhỏ xuất hiện trong đêm qua đã khiến cho thời tiết thêm lạnh hơn và mưa sẽ bắt đầu xuất hiện dày hơn ở Bắc Bộ trong ngày hôm nay. Dự báo là thủ đô Hà Nội trong ngày hôm nay nhiệt độ không quá 20 độ C, lạnh cả ngày, tiết trời mưa lạnh kéo dài cho tới chủ nhật ngày mai. Và tại Lào Cai, Lai Châu đi hay là Điện Biên thì cục bộ có mưa vừa mưa to. Người dân ở vùng núi cao cần đề phòng sạt lở đất nguy hiểm. Vâng, trái lại thì khu vực Nam Bộ trời vẫn nắng mạnh, nhiệt độ phổ biến từ 31 đến 33 độ C. Và nếu muốn đi chơi vào cuối tuần tránh nắng nóng thì quý vị có thể lựa chọn khu vực núi Bà Đen khi mà nhiệt độ ở đây chỉ cao nhất khoảng 30 độ C. Vâng ạ, và thêm một địa điểm khác thời tiết đẹp để tận hưởng ngày cuối tuần nữa, đó là khu vực từ Đà Nẵng cho đến Phú Yên. Nắng ráo, nhiệt độ cao nhất từ 27 cho tới 30 độ, không quá oi bức.